Gạo lứt huyết rồng là loại gạo huyết rồng đã được chế biến sơ qua nhưng vẫn giữ được lớp cám dày bên ngoài nên vỏ hạt gạo có màu nâu đặc biệt. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thành phần của gạo lứt huyết rồng chứa rất nhiều chất đạm. Đồng thời còn chứa các nguyên tố vi lượng như canxi, magie, sắt cùng các vitamin B1, B2, B3. Ngoài bảng thành phần dầu dinh dưỡng, gạo lứt huyết rồng còn chứa hàm lượng chất xơ cao gấp 2 lần so với gạo thông thường, 7 gram chất xơ trong 100 gram gạo. Chất xơ ngoài việc cải thiện hệ tiêu hóa, thúc đẩy quá trình chuyển hóa năng lượng. Chúng còn tạo cảm giác no lâu, hạn chế sự thèm ăn. Nhờ đó, cách giảm cân bằng gạo lứt huyết rồng mang lại hiệu quả vượt trội. Cách giảm cân bằng gạo lứt huyết rồng đúng, hiệu quả tuy gạo lứt huyết rồng chứa hàm lượng chất xơ cao nhưng cũng có chỉ số đường huyết cao. Vì thế, để giảm cân hiệu quả, bạn cần tìm hiểu cách nấu gạo lứt đúng, sau đây là một số cách giảm cân bằng gạo lứt huyết rồng đơn giản. Dễ thực hiện một Nấu cháo gạo lứt huyết rồng để giảm cân, nguyên liệu: 50g gạo lứt huyết rồng, 20g đậu đen, đậu đỏ. Cách thực hiện: Bước 1: Ngâm các nguyên liệu qua một đêm rồi cho vào nồi đun sôi. Bước 2: Nấu cho đến khi thấy đậu và gạo chín nhừ, có thể thêm một chút muối để dễ ăn. Tắt bếp, cho cháo vào bát và ăn trong ngày. 2. Giảm cân bằng gạo lứt huyết rồng ăn kèm với muối vừng. Nguyên liệu: 1 phần 2 bát gạo lứt, 3g muối vừng. Cách thực hiện: Dùng nửa bát gạo lứt huyết rồng đã chuẩn bị Nấu thành cơm như bình thường, cho vừng vào chảo và đảo qua lại đến khi vừng có màu vàng rồi rã cùng một chút muối. Khi cơm chín thì cho cơm gạo lứt huyết rồng vào bát. Cuối cùng ăn với muối trong các bữa chính trong ngày. 3. Giảm cân với trà hoa ngũ cốc có thành phần chính là gạo lứt huyết rồng, trà hoa ngũ cốc có các công dụng kể trên không thể quên nhắc đến công dụng của gạo lứt cũng góp phần trong đó. Không phải nghiễm nhiên, gạo lứt lại được chọn là thành phần chính của trà có rất nhiều các biến thể khác nhau của trà hoa ngũ cốc với các thành phần. Công thức khác nhau nhưng hiển nhiên không thể thiếu gạo lứt, có hai cách dùng trà hoa ngũ cốc giảm cân. Có thể uống nóng hoặc lạnh đều được, nếu muốn uống lạnh thì sau khi pha với nước nóng sẽ để nguội và cho vào ngăn mát tủ lạnh uống trong ngày. Thời tiết mùa hè nóng như hiện nay có một cốc trà hoa ngũ cốc lạnh để thưởng thức thì còn gì bằng để có thể đạt được chỉ số cơ thể như mong muốn ngoài sử dụng trà hoa ngũ cốc thường xuyên cũng cần phải có chế độ ăn uống hợp lý chế độ tập luyện lành mạnh để cơ thể luôn khỏe và vững chắc những lưu ý khi sử dụng gạo lứt huyết rồng giảm cân dù giảm cân bằng gạo lứt huyết rồng là một cách giảm cân hiệu quả tuy nhiên vẫn tồn tại một số điểm cần lưu ý không nên ăn quá nhiều gạo lứt huyết rồng bởi loại gạo này cứng hơn gạo thông thường tiêu thụ nhiều sẽ gây hại tiêu hóa bạn chỉ nên ăn gạo lứt huyết rồng khoảng 4 ngày tuần. Trước khi đem gạo lứt huyết rồng đi nấu cơm thì bạn nên ngâm gạo trong 1-2 tiếng. Điều này giúp gạo mềm hơn, dễ tiêu hóa hơn trước, nếu bạn có thể trạng suy nhược thì không nên áp dụng cách giảm cân bằng gạo lứt huyết rồng. Không nên thực hiện các bài tập nặng cường độ cao khi áp dụng chế độ ăn này, nếu bạn chưa bao giờ ăn cơm gạo lứt huyết rồng với muối mè. Hãy ăn thử một thời gian ngắn trước khi áp dụng trong thời gian dài một hai tháng nếu dùng trà hoa ngũ cốc có thành phần gạo lứt huyết rồng để giảm cân thì cần lưu ý pha lượng trà đủ để uống trong ngày không nên để trà qua đêm sẽ khiến trà bị biến tính không tốt cho sức khỏe